Xin chào các chị. Hôm nay tôi muốn gửi đến anh chị ba điều tuyệt vời để giúp anh chị đột phá doanh số trong kinh doanh, để năm 2024 là một năm thực sự anh chị đột phá, để chị thành công hơn. Và điều cuối cùng là chúng ta đạt được mục tiêu tài chính, có tiền để chúng ta chơi với nhau được không ạ? Vâng, tại sao lại quà tặng lại quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp? Thì đây là điều bí mật mà hôm nay tôi sẽ đột phá bằng cách nào thì tôi sẽ bật mí với anh chị. Đây ạ, ba chiến lược để giúp cho doanh nghiệp anh chị đột phá. Thứ nhất là gì ạ? Tăng khách hàng tiềm năng mỗi ngày, tức là chúng ta cần phải có lead mỗi ngày, có thêm khách hàng mới, đúng không ạ? Thứ hai là tăng số lần mua lặp lại. Bởi vì anh chị mua xong, bán cho họ xong, làm sao để họ tiếp tục quay trở lại mua hàng. Và thứ ba là tăng giá trị đơn hàng. Thay vì họ chỉ mua những thứ mà họ thích thì anh chị tặng quà để họ mua thêm những sản phẩm khác. Bởi vì khi họ anh chị tặng quà, họ yêu quý chị, loại chị thì họ muốn mua thêm những sản phẩm khác nữa. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với chị và tại sao quà tặng nó lại giúp cho chúng ta có được cả ba yếu tố này nhá. Thứ nhất là khi mà anh chị mở cửa hàng mới hoặc có một cái chương trình gì mới, anh chị tặng họ, tri ân họ bằng cách là họ đến với cửa hàng mình tham quan, trải nghiệm, chưa cần phải mua gì hết, anh chị vẫn tặng một phần quà nhân dịp ngày mình khai trương, nhân dịp mình ngày thành lập công ty hoặc sinh nhật công ty. Và từ khi mà họ nhận được quà, họ lấy cái phần quà đó lại mang thương hiệu của anh chị lên, là họ nhận và họ lợ anh chị một cái món tình cảm, cho là nhận anh chị ạ, khi vào game nhá. Và họ tiếp tục lưu giữ lại cái tâm trí họ trong anh chị, lưu giữ hình ảnh của anh chị trong tâm trí họ, và họ khi cần họ mua và họ giới thiệu tiếp tục những khách hàng khác. Vậy là gia tăng thêm khách hàng mới mỗi ngày. Và khi anh chị muốn tăng số lần mua lặp lại, ở lần thứ nhất họ mua xong, thông thường họ mua xong là xong, đúng không ạ? Anh chị có thể chăm sóc hoặc cũng có thể anh chị quên họ, không biết họ là ai, và họ cũng không còn nhớ chị là ai sau 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Với những sản phẩm có dòng đời dài, lặp lại ít thì anh chị lên chăm sóc họ và tiếp tục tặng quà 3 tháng 6 tháng một lần, một phần quà nhỏ thôi nhưng nó mang thương hiệu của anh chị, nó giúp cho khách hàng luôn gắn kết với chị, giữ mối quan hệ với chị, thì họ lại tiếp tục mua lặp lại. Họ mua lần 1, lần 2 và nhiều lần sau nữa, và họ tiếp tục giới thiệu những người bạn, người thân của họ đến mua, thì sẽ tăng số lần mua lặp lại anh chị nhá. Và gia tăng cái giá trị đơn hàng. Bình thường anh chị bán cho họ một bộ combo này, nhưng chị nói rằng hôm nay, trong ngày hôm nay anh chị sở hữu một cái bình này, anh chị sẽ được tặng thêm một con mèo này chẳng hạn, thì khách vì thích con mèo họ tiếp tục mua cái bình, bởi vì họ thấy hời, đúng không ạ? Một con mèo này nó trị giá tiền triệu, mà họ mua thêm cái bình thôi họ được thêm 1 triệu nữa, thì giá trị đơn hàng sẽ được tăng. Và ba yếu tố này để nó tăng, để đột phá doanh số, thì chính là nhờ chiến lược tặng quà. Thay vì anh chị phải chạy quảng cáo mà không ra đơn, thì tặng quà là một cái biện pháp vô cùng lợi hại. Và bao nhiêu doanh số anh chị muốn sở hữu 1, 2, 3 phần này thì hãy để lại comment. Và đừng quên rằng ngoài phần quà tặng này ra, chúng tôi có những cái bộ thờ vô cùng tuyệt vời để giúp cho anh chị lên nhà mới đấy, hoặc là tặng cho dòng họ, nhà thờ tổ, chùa, đình, để chị thể hiện được mình là người có uy tín, là người có địa vị trong xã hội, là người có gọi là giàu sang và phú quý. Thì đây là món quà tặng vô cùng tuyệt vời dành cho anh chị là chủ doanh nghiệp muốn tặng ghi dấu ấn của mình cho sự phát triển của mình. Và đây nữa ạ, và không sao, nếu anh chị chưa đủ điều kiện để tặng những cái món quà lớn như vậy, thì đây là một phần quà để giúp cho gia đình nhà anh chị luôn bình an và hạnh phúc, giúp cho chính những người cha, người mẹ của anh chị có được một phòng thờ ấm áp và thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe video vừa rồi. Và muốn nhận được nhiều nữa, anh chị hãy bấm vào đây để lại phần comment, bấm vào hình quả chuông để video tiếp theo lên anh chị là người nhận được đầu tiên. Anh chị, vì tình yêu của anh chị, tôi ở đây sẵn sàng giúp đỡ anh chị.